Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2. Tập 146. Chương 1451, Thi Ân không cần báo đáp sao? 1. Sáng hôm sau khi Vân Sơ đang làm việc trong công giải thì Ôn Nhu dẫn một người trẻ tuổi đi qua cửa. Tên đó tới không vào, cứ thế dắt người đi qua mấy vòng liền, cười nói với người từ công giải khác, thi thoảng nháy mắt với Vân Sơ. Đợi Vân Sơ không nhịn được mời bọn họ vào, Ôn Nhu mới dẫn theo người trẻ tuổi đó vào công giải của y, nghênh ngang ngồi xuống ghế, người trẻ tuổi thì đứng rót nước pha trà. Trẻ, thực sự là rất trẻ, người cao giáo, có khí chất của người đọc sách, mỗi tội mặt mũi có nhiều vết thâm tím, chân tay băng bó. Vân Sơ hỏi, Diêu Sủng phải không? Diêu Sủng lập tức đặt dụng cụ pha trà xuống, cung kính thi lễ, vãn bối bái kiến huyện tôn. Sao, không tiếp tục thử thách sư phụ ngươi nữa à? Đám gấu khoang nhìn thì rất xinh đẹp đáng yêu, chỉ ngủ cùng với chúng mới biết chúng hôi lắm ạ. Vân Sơ chép miệng, đáng tiếc. Ôn Nhu nhướng mắt, đáng tiếc cái gì? Vân Sơ cười, tối qua Mỹ Ngọc Nhi còn nói muốn ra tay đánh giá cân lượng đệ tử của ngươi, không ngờ đã bị khuất phục rồi. Cho nên ta mới nói đáng tiếc. Diêu Sủng chắp tay, sớm muộn vãn bối cũng gặp Vân Cẩn sư huynh. Vân Sơ cảnh báo, đừng tưởng thế là xong, ba đứa bé đó đều là loại tâm cao khí ngạo, ngươi còn kém bọn chúng xa lắm. Không sao ạ, cùng lắm vãn bối ngủ với gấu khoang vài lần nữa. Tinh thần không tệ, lưu tâm chút, chúng cũng xấu bụng lắm đấy. Được rồi, không cần ngươi phải dặn, hắn sẽ biết phải làm gì. Ôn Nhu quay sang Diêu Sủng, hôm nay dẫn ngươi tới đây trừ chính thức bái phỏng Vân Sư Thúc, còn có một nhiệm vụ giao cho ngươi, đó là làm sao để khu Nam Thành không bán được một căn nhà nào. Diêu Sủng hơi ngạc nhiên đây là chuyện rất lớn, song mang theo tinh thần không biết sợ nhận lệnh, vậy đệ tử có gì để thực hiện nhiệm vụ này? Cho ngươi một cái thân phận trưởng quầy cấp 2. Ôn Nhu nói xong hất hàm về phía Vân Sơ, Vân Sơ tiếp lời, hai chợ Đông Tây, nhà hai bên Chu Tước Đại Nhai, còn cả gần 800 nhà ở phường An Hóa và Bình An. Dựa theo đường luật, Vân Sơ là quận công được có 16 gia tướng, 24 hộ vệ vũ trang, 60 bộ khúc. Nói cách khác, lực lượng vũ trang mà Vân Sơ có thể tùy ý điều động là 100 người. Lực lượng vũ trang mà Ôn Nhu, Địch Nhân Kiệt gộp lại chỉ bằng một nửa của Vân Sơ. Bọn họ luôn tuân thủ điều luật này, chưa bao giờ đi quá giới hạn nửa bước, thậm chí cả số lượng nha hoàn, phó dịch đều phù hợp với thân phận. Trong nhà bọn họ đều tuân theo tôn chỉ, việc gì có thể không dùng phó bộc thì cố gắng đừng dùng, hạn chế người không liên quan vào nhà. Có một số gia bộc không thể tùy tiện khai trừ, nếu không đế hậu cùng cả đám người sẽ từ chỗ họ biết tiết tức gì đó, trong lòng bất an. Đại phụ ba nhà này không cần tranh đoạt ghen tuông như những nhà khác, thế nên kể ra khá buồn chán, gần đây bọn họ có thú vui mới, làm sao để phân biệt mật điệp. Trong chuyện này thì Ôn gia có kinh nghiệm, nhất, Vân gia là hăng hái nhất, Định gia thì chỉ góp vui thôi, nhà họ khá đơn giản. Trong nhà toàn mật điệp, nha môn càng khỏi phải nói nữa, thậm chí có lúc Vân Sơ hoài nghi, tất cả những người tới Trường An làm quan đều mang theo nhiệm vụ giám sát bí mật nào đó. Cho nên ba người họ không làm mấy chuyện lén lút mở rộng lực lượng vũ trang, mà tổ chức hệ thống trưởng quầy, thương đội. Vân gia có 5 đại trưởng quầy, dưới mỗi đại trưởng quầy có 10 trưởng quầy cấp 2, 20 trưởng quầy cấp 3 và 100 đại hỏa kế, cùng với trướng phòng, hộ vệ. Tính ra xem như lực lượng cường hãn. Trong nhà, nha môn bị mật điệp làm thủng lỗ chỗ, chỉ có thương đội nhờ có Địch Nhân Kiệt nên luôn duy trì tính thuần khiết của nó. Thương đội công khai do Vân Sơ hiệu lệnh, còn hoạt động ngầm thì do Ôn Nhu điều hành. Diêu Sủng sau khi có được quyền hạn của trưởng quầy cấp 2, trong tay hắn lập tức có 2 trưởng quầy cấp 3 và 5 đại hỏa kế. Đó là đội ngũ cơ sở mà Ôn Nhu cấp cho Diêu Sủng, về phần còn cần thêm nhân thủ gì, hắn có thể mượn ở các trưởng quầy cấp 2 ngang hàng. Đợi Diêu Sủng phấn chấn rời đi, Vân Sơ nói với Ôn Nhu, ngươi không sợ lần này đem hắn ra hại hoàng hậu sẽ hủy luôn tương lai của hắn à? Ôn Nhu thoải mái nói, thiên tài mà, phải rèn luyện, bồi dưỡng chỉ là thứ yếu thôi, không trải qua những chuyện thế này, sao dùng vào việc lớn? Nói cũng phải, không làm được chuyện người thường không làm nổi, lấy gì xưng thiên tài? Chính là thế đấy, được hay không thì phải lấy ra thử mới biết được. Tuy thế này có hơi quá tay với hắn, nhưng nếu hắn có thể vượt qua bước đầu gian nan này, về sau xử lý công việc có thêm dũng khí và tự tin.
Sau khi lễ bàn giao chìa khóa thành công tốt đẹp, huynh đệ Vũ Thị thực sự đem 2.000 quan tới Vân gia cảm tạ Vân Sơ đã đánh bọn họ một trận. Vân Sơ tiễn chân huynh đệ Vũ Thị, sau đó mới xem lễ vật, đúng là rất thành tâm, mang tới toàn đồ tốt. Giá trị chắc chắn chỉ nhiều hơn 2.000 quan chứ không ít hơn, có khoản tiền này đỡ phải nhận tiền của Vân Na rồi, lão tử cũng biết xấu hổ chứ. Công trình cải tạo Nam Thành lần này huynh đệ Vũ Thị công lao cực lớn, đám mật điệp nối nhau báo lên cảnh tượng náo nhiệt ở buổi lễ giao chìa khóa, cùng bách tính tự phát cảm tạ hoàng hậu. Tin tức truyền tới Lạc Dương, Vũ Mị hết sức hài lòng. Vân Sơ lần này đúng là không hề gây khó dễ cho huynh đệ chúng ở công trình Nam Thành. Vũ Mị quỳ bên giường gấm, tỉ mỉ bóp chân cho Lý Trị, gần đây Lý Trị hay bị tê chân, trẫm đã bảo mà, chỉ cần là chuyện lợi nước lợi dân, y sẽ vui vẻ chứng kiến thành công, mà không ngăn cản. Lý Trị uể oải nói, rút người giám sát y về đi, bị phát hiện không hay đâu. Vũ Mị lắc đầu, bệ hạ, càng tin tưởng y càng phải giảm sát cho chặt, nên y phạm lỗi nhỏ nên cảnh cáo trước, để y sửa đổi, tránh trở thành sai lầm lớn, không thể vãn hồi. Khi ấy thân tử tộc diệt, bệ hạ lại thương tâm. Với lại thần, thiếp thấy Vân Sơ không phải không biết là bên cạnh y có mật điệp, mà y biết nhưng giả ngốc thôi. Bệ hạ nhìn cách hành sự của y đi, chỉ cần chiếm được chút lý là làm càn, không biết sợ là gì. Thiếp dám đánh cược với bệ hạ, nếu như rút mật điệp về, từ nay Vân Sơ sẽ hành sự hết sức thận trọng, đắn đo trước sau. Chương 1452, thi ân không cần báo đáp sao? 2. Y đúng là quái nhân, người khác biết bên cạnh có mật điệp thì dè dặt từng chút một, thở mạnh cũng không dám, còn y lại mượn đó làm bậy. Đúng là khó lấy lẽ thường mà luận. Lý Trị cảm thán, như việc trẫm cứ nghĩ y không thích Ung Vương Hiền, nhưng lần này Ung Vương Hiền dâng tấu cho trẫm, kể chuyện về Vân Sơ, ngôn từ rất sùng bái. Vũ Mị tủm tỉm cười, bệ hạ cảnh cáo Lý Hiền, nói không chừng phía trước có cái hố đang đợi hắn đấy, lúc đó đừng trách thiếp không nói trước. Không phải như nàng nghĩ đâu, ta biết nàng đang lo cái gì. Lý Trị xua tay, Ung Vương Hiền đem hết đầu đuôi câu chuyện của cho trẫm rồi, trẫm rất tán thưởng miêu tả của Vân Sơ về thái tử. Y nói thái tử như mặt trời đang lên, khi chưa lên thì ấm áp dễ chịu, một khi bay cao thành mặt trời chói chang, có thể thiêu cháy tất cả. Lúc này nên tránh xa thái tử, nếu không sẽ bị nướng chín. Những lời này thấu suốt mà chân thành. Vũ Mị nói thẳng, thi ân không cần báo đáp, loại đại gian đại ác. Lý Trị nhìn chằm chằm Vũ Mị, vậy nàng nói sao về Tôn đạo trưởng, Huyền Trang đại sư? Bọn họ đều có mưu cầu của mình cả thôi, tuy không hẳn là cho bản thân, mà là cho hai nhà Phật đạo song cũng không thể tính là trí công vô tư được. Vũ Mị rất nhạy bén, nàng phát hiện Lý Trị đang đợi mình nói gì đó, dừng lại hỏi, bệ hạ, trong thư Lý Hiền còn nói gì nữa? Trong thư nói Ung Vương Hiền có mặt ở hiện trường nhận chìa khóa của bách tính, tận tai nghe những lời tán dương, cảm tạ của bách tính với nàng. Ung Vương Hiền tự mình kiểm nghiệm công trình, nói huynh đệ Vũ Thị đích thực tận tâm tận lực, còn chuyên môn thỉnh công cho nàng. Thần sắc Vũ Mị lạnh hẳn đi, cảm giác chút mỉa mai trong lời Lý Trị, còn nữa chứ. Lý Trị cười ha hả, Ung Vương Hiền trong tấu sơ nói, nàng có phong thái mẫu nghi thiên hạ, vì bách tính xây dựng nhà ở là đại ân đại đức. Nhưng sau đó xây dựng nhà thương nghiệp thu lợi, có hiểm nghi tranh lợi với dân, tổn hại thanh danh của hoàng hậu, như vậy không nên. Thằng nhãi danh thì hiểu cái gì? Cơn giận của Vũ Mị vừa mới bùng lên, đang định mắng Lý Hiền một trận, chợt nảy ra một ý nghĩ, bình tĩnh lại, Vân Sơ đột nhiên thân cận với Lý Hiền. Lý Hiền trước nay chỉ thích thi văn, nói chuyện xa vời giờ lại chú ý mấy chuyện thương cổ này, chẳng lẽ y có mưu đồ thông qua Lý Hiền, đoạt thành quả của thần thiếp? Lý Trì hơi nhíu mày, hẳn là không tới mức, Vân Sơ tuy toan tính, nhưng làm việc cũng có rộng rãi thẳng thắn yêu ghét rõ ràng, hẳn là không hèn hạ như vậy. Vũ Mị càng nghĩ càng không yên tâm, không được, huynh đệ Vũ, tam tư bị y đánh sợ vỡ mật rồi, phải điều chúng về, tránh chúng phải gian kế của Vân Sơ, nàng cẩn thận quá rồi. Cẩn thận vẫn hơn, công trình cải tạo Nam Thành giờ đã gắn với tên tuổi của thân thiếp rồi, không thể để xảy ra sai sót, lần này xin bệ hạ đứng ngoài xem. Lý Trị không khuyên can, hắn khác với Vũ Mị, hắn nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với Vân Sơ, không phải như Vũ Mị, đa phần qua lời người khác, cho nên bớt đi rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Con người của Vân Sơ, tín nhiệm y 10 phần, y báo đáp lại 100 phần, tín nhiệm y 5 phần, y báo đáp lại 5 phần. Nếu không tin tưởng y,
y cũng chẳng bận tâm tới mong muốn của ngươi. Xưa nay Vân Sơ làm việc gì cũng theo đuổi viên mãn, ghét nhất là bỏ dở giữa chừng. Nếu Vũ Mị rút huynh đệ Vũ Thị về, tức là biểu thị không tin tưởng y nữa, thế mới thực sự là phiền phức. Tất nhiên Lý Trị đời nào nói ra, hắn vui vẻ nhìn Vân Sơ và Vũ Mị xích mích, tự kiềm chế lẫn nhau, hai người này mà hòa thuận thì hắn mới mất ăn mất ngủ. Thế nên Lý Trị hào phóng phất tay, được, đây là chuyện của nàng, trẫm không xen vào. Vũ Mị thay Lý Trị đáp chăn cẩn thận, xoay người rời Thượng Dương Cung. Tròi nghỉ ở Đông Cung, gió thổi lồng lộng, ruộng rau cách đó không xa xanh mươn mướt, ao nước bên cạnh ếch kêu không ngớt, Đông Cung ở Lạc Dương không khác Trường An là bao, mang dáng vẻ điền viên thanh bình. Lúc này trước mặt Lý Hoàng đảo ra một củ khoai tây to như quả trứng gà. Đây là đợt thu hoạch khoai tây đầu tiên khi trồng vào mùa xuân. Lý Hoàng đặt củ khoai tây xuống nói với Hứa Kính Tông nằm trên ghế tựa, thái phó tiền đồ của thứ này tốt lắm. Lần đầu tiên trồng ngoài ruộng mà đã thay đổi hẳn rồi, nếu như tiếp tục cải tiến giống, nói không chừng sẽ thành bảo bối như Vân Sơ nói đấy. Hứa Kính Tông chẳng chút quan tâm tới mấy thứ khoai tây gì đó, ho khan một tiếng rồi nói, nghe nói gần đây Vân Sơ qua lại mật thiết với Ung Vương Hiền. Lý Hoàng cười, Ung Vương Hiền lại chẳng phải là nghịch thần tặc tử, gần gũi với hắn thì có làm sao. Vậy cách nói thái tử là mặt trời, điện hạ thấy sao? Lời một phía, lão phu lại thấy đó là lời gan ruột, thái phó cũng muốn rời xa cô vương à? Hứa Kính Tông phát ra tràng cười khó nghe, lão phu đã già lắm rồi, thân thể yếu ớt, cần mặt trời chiếu lên người, cho nên thái tử tỏa ánh sáng càng cường thịnh, lão phu càng thấy ấm áp. Tiêu Tự Nghiệp rốt cuộc chết ở Ly Sơn, mạch đao của hắn vô cùng dữ dội, nghĩ cũng tiếc. Lý Hoàng bỏ qua chuyện liên quan tới Vân Sơ, tự mình nhận lấy canh thuốc do bộc phụ mang tới, thử một ngụm đưa cho Hứa Kính Tông, Hứa Kính Tông nhăn mặt uống thuốc. Thuốc rất đắng, nhưng không còn cách nào, tuổi của ông ta bây giờ, nửa mạng sống dựa vào thuốc duy trì, cái thứ chân đạp hai thuyền, đáng chết. Cô Vương biết, Phụ Hoàng có thể khoan dung với loại người này, chỗ cô Vương không thể khoan dung được. Lý Hoàng chỉ mang tâm lý tận dụng kẻ này thôi, chết rồi cũng chẳng đáng tiếc. Trương Giản Chi chuyến này, Hứa Kính Tông uống hết bát thuốc, cho viên đường phèn vào mồm, xua tay, điện hạ đừng can thiệp vào chuyện Trương Giản Chi. Nam Hạ hay Bắc Thượng đều là vấn đề lớn, triều đình không thể duy trì nguồn lực cả hai bên, ắt ngả về một phía, như thế khó tránh được xung đột với phía Trường An, cô Vương không hỏi tới sao được. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1453, Thi Ân không cần báo đáp sao? 3. Hứa Kính Tông khép mắt lại tận hưởng vị ngọt đang làm xua đi cái đắng, thân ở ngọn núi nào thì hát loại khúc ca đó. Sách lược Nam Hạ của Trương Giản Chi gây uy hiếp cho địa vị trung tâm của Trường An, phe lợi ích ở Trường An tất nhiên là phản đối. Có điều nếu nhìn từ lợi ích lâu dài, Nam Hạ hiển nhiên có lợi hơn hẳn. Phương Bắc ngày càng khô hạn, có những nơi 6 năm trời không có một giọt nước, sông Tháp Lý Mộc dâng lũ mùa hè đã 4 năm chưa tới được phủ đô đốc Yên Kỳ, chứng tỏ lượng nước đang thiếu nghiêm trọng. Sông Tháp Mộc Lý không có lũ sẽ ảnh hưởng lớn tới nông canh hai bờ, nhiều ốc đảo sẽ biến mất. Khi lượng nước giảm, ốc đảo Thảo Nguyên sẽ bị bão cát lấn ớt, chuyện biến mất có diễn ra trong ngày một ngày hai. Khi đó Tây Vực ắt lần nữa nổ ra chiến loạn. Tất cả những chuyện này không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Đồng thời Lão Phu cũng chú ý thấy những nơi phía Bắc Doanh Châu, mùa xuân đang ngày một tới muộn hơn, thời gian hắc thủy đóng băng lâu hơn. Bất kể Tây Vực khô hạn hay Liêu Đông giá rét đều chứng minh một việc, phương Bắc ngày càng không còn thích hợp cho người sinh sống nữa. Điện hạ nếu có nghi vấn, cứ sai người lấy ghi chép ở những vùng đó xem là sẽ phát hiện ra thôi. Thỏ khôn đào ba hang, nếu đại đường không tính sẵn đường lui vào lúc cường thịnh nhất, chẳng lẽ đợi tới khi lâm vào đường cùng mới di chuyển về phía nam sao? Đó là lý do Lão Phu kiên định ủng hộ Trương Giản Chi Nam Hạ. Lý Hoàng đi qua đi lại hắn không nghi ngờ những điều Hứa Kính Tông nói, có điều hắn cũng có băn khoăn của mình. Đại đường lùi về phương nam cầu đường lui, chẳng lẽ bộ tộc ở phía tây và phía bắc lại không biết lui về phương nam sao? Chúng ta lùi một bước, họ sẽ tiến thêm một bước, vậy thì rốt cuộc phải lui tới đâu mới là thích hợp? Ai cũng chỉ nghĩ tới đường lui, có nghĩ tới kháng cự không? Hứa Kính Tông già rồi, hiển nhiên chẳng có cái dũng khí đó, vậy là thái tử ủng hộ Bắc Thượng. Lý Hoàng bật cười, cô đâu phải trẻ con, cần gì lựa chọn,
cô trưởng thành rồi, tất nhiên cả hai thứ đều muốn. Hứa Kính Tông cười theo, chỉ là cười chốc lát, khóe mắt có giọt nước chảy ra, tay vỗ lên thân thể đang ngày một suy yếu, hận không thể trẻ hơn 50 năm. Khi Vân Sơ lần nữa gặp lại Diêu Sủng, người thiếu niên luôn bừng bừng khí thế ấy trông có vẻ xa xút. Ôn Nhu đi cùng thấy ánh mắt dò hỏi của Vân Sơ, hít hơi như đau răng nói, hổ, gặp phải rùa, chẳng biết cắn chỗ nào. Vân Sơ ngạc nhiên, không thể nào, hai huynh đệ đó đâu thông minh như thế. Hôm nay lão tử mới phát hiện, đôi khi bọn ngốc còn khó đối phó hơn người thông minh. Nói thử xem nào. Ôn Nhu không đáp mà phất tay, giờ hắn có đệ tử làm thay rồi. Diêu Sủng thi lễ nói, huynh đệ Vũ Thị hiện giờ làm bất kỳ việc gì cũng tuân thủ theo quy củ, mỗi việc làm đều quang minh chính đại. Không có chút sơ hở nào, bọn họ nhân lúc nhà an cư giao hết, đa cấp cho thương cổ khoản tiền đầu tiên xây dựng nhà thương nghiệp. Không chỉ như thế, hai huynh đệ bọn họ còn đem giá nhà ở thương nghiệp hạ xuống gần 3 thành, nhưng quy cách kiến trúc tương đồng với hai chợ Đông Tây, Chu Tước Đại Nhai. Thậm chí chỉ có hơn không kém. Chất lượng nhà an cư thì không cần phải nói nữa, thời gian qua người Trường An cứ rảnh rỗi là tới xem những căn nhà đã xây dựng xong, tiếng lành cứ thế lan xa. Một số người muốn mua còn chủ động hỏi thăm dân cư sống ở đó, nghe được toàn lời khen, không ai nói là không tốt. Chết người nhất là huynh đệ Vũ Thị còn đem các loại hiệp ước với thương cổ công khai. Đường đường chính chính nói với bách tính, bán nhà ở thương nghiệp, người ta chỉ thu về tiền vốn đã đem đầu tư nhà an cư. Còn nói sau khi số tiền này thu hồi về, sẽ tiếp tục dùng số tiền đó cải thiện nhà ở cho bách tính Trường An, Lạc Dương, được bách tính tán dương. Hiện giờ đã có rất nhiều người đặt trước nhà của huynh đệ họ rồi. Đệ tử muốn dùng vài thủ đoạn để phá hoại kế hoạch của bọn họ, nhưng nghĩ tới cô họ là hoàng hậu nên không dám làm, hơn nữa cũng không có một thương cổ nào dám vào hùa chơi xấu họ. Vân Sơ nghe lời Diêu Sủng mà hai mắt muốn lồi cả ra, nhà người ta xây chất lượng cao, giá thành thấp, có hoàng hậu làm đảm bảo, vị trí cũng không tệ. Đem so với huynh đệ người ta, mình chắc chắn là thứ bất lương tham lam rồi. Nếu thực sự là như thế, mình còn đấu cái rắm gì nữa, trừ khi mình có thể khiến hai chợ Đông Tây cùng với Chu Tước Đại Nhai phồn vinh vượt trội, như thế mới có thể xóa bỏ bất mãn của bách tính với giá nhà cao. Vấn đề là sở giao dịch cho tới bây giờ vẫn dở sống dở chết thì thương nghiệp làm sao mà phồn vinh được, dù có đem thủ đoạn che mắt ra thì cũng hữu hiệu nhất thời. Nhưng sau đó danh tiếng bao năm mình gây dựng sẽ sụp đổ, nói không chừng còn bị người Trường An chửi mắng sau lưng. Ôn Nhu nghiến răng, nếu hai tên khốn đó có chút lòng tham, muốn lợi dụng công trình cải tạo kiếm khoản tiền lớn cho hoàng hậu, vậy ta có cách khiến bọn chúng lỗ tới kiếp sau cũng không có quần mà mặc. Hiện giờ thì khác rồi, bọn chúng mang tâm lý không cầu có công, chỉ mong không có tội, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, ta chẳng thể làm gì được chúng. Vân Sơ, tại ngươi hết, ngươi đánh bọn chúng ta tay, khiến bọn chúng sợ vỡ mật, nên mới không dám có chút sai lầm nào như thế, tất cả chuyện này là tại ngươi. Vân Sơ cười méo xẹo, còn nói được gì nữa đây? Đúng là tự gây nghiệt, không thể sống mà. Ôn Nhu suối bẩy, hay là ngươi hạ lệnh đem hố phấn, xương tưởng, xưởng ra, tất cả những thứ có mùi vận chuyển tới Nam Thành, thế chúng ta còn có cơ hội. Vân Sơ nghe vậy rùng mình, ngươi có tin ta mà làm thế hoàng hậu sẽ chạy từ Lạc Dương tới Trường An, lột sạch y phục của ta treo lên Thiên Xu thị chúng không? Còn đem tất cả thứ có mùi đổ vào nhà ta, dù bệ hạ, thái tử cũng không cứu nổi không? Đến lúc đó cả bách tính cũng chỉ mặt chúng ta mà chửi. Hiện giờ bọn chúng đang được dư luận, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn này. Ngươi che đậy tốt cỡ nào cũng ích gì, trên đời không thiếu người thông minh. Họ chẳng cần bằng chứng cũng có thể suy ra chúng ta làm, khi đó tin đồn đầy trời, ngươi muốn giải thích cũng không được. Đa mưu túc trí như Ôn Nhu, vậy mà gặp phải hai tên ngốc bó tay hết cách, ta chịu rồi. Diêu Sủng nhìn Ôn Nhu hận thầm, sư phụ, người giao cho đệ tử một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhìn đôi sư đồ giận dỗi nhau, Vân Sơ dần chấn định lại, hiện không có cơ hội, không có nghĩa sau này không có cơ hội. Phải bình tĩnh, đợi đối phương phạm sai lầm, hai tên đó là thứ tiểu nhân ngu xuẩn, chỉ cần chúng ta tỏ ra yếu thế, hạ mình xuống, bọn chúng sẽ đắc ý, như thế cơ hội cho chúng ta sẽ tới. Ôn Nhu chán nản gật đầu, giờ chỉ còn cách đó. Chương 1454, ở hiền gặp lành. Trong mắt Vân Sơ, Ôn Nhu thì huynh đệ Vũ Thị không khác gì con sâu cái kiến, bọn họ trí tuệ vượt trội,
muốn chơi đùa kiểu gì cũng được, không cần lo bị cắn trả. Không thể ngờ được một ngày hai huynh đệ này chẳng cần làm bất kỳ điều gì cũng có thể đẩy hai người họ vào đường cùng. Cứ tưởng tượng khi hai huynh đệ họ hoàn thành công trình cải tạo Nam Thanh, toàn bộ căn hộ thương nghiệp giao tới tay người mua xem. Tới khi đó chắc chắn người ta không thể không nhìn lại công trình cải tạo hai huyện Trường An, Vạn Niên làm trước kia, họ nhận ra Vân Sơ và Ôn Nhu Thu có được siêu lợi nhuận thế nào. Tất nhiên hai bên mua bán sòng phẳng, chẳng có gì để kêu cả hay khiếu nại, nhưng về mặt danh tiếng, chắc chắn sẽ bọn họ tổn hại nặng nề. Người ta sẽ liệt bọn họ vào đám thương nhân bất lương chứ không còn là quan viên một lòng vì Trường An nữa, trước thanh danh cao bao nhiêu thì khi đó càng thê thảm bấy nhiêu. Nói nghiêm trọng một chút, bọn họ không còn chỗ đứng ở Trường An nữa. Không ai có thể ngờ tới chuyện này. Khi Vân Sơ và Ôn Nhu chuẩn bị pha quán quán trà để xoa dịu bớt căng thẳng trong lòng, chợt từ phía Quan Giải huynh đệ Vũ Thị truyền ra tiếng gào thét như phát cuồng. Vì sao? Vì sao? Tiếng hét chẳng những chất chứa đầy phẫn nộ, còn ẩn hàm ủy khuất vô hạn. Diêu Sùng nhanh nhẹn mở cửa Quan Giải ra, tiện nghe rõ hơn chỗ huynh đệ Vũ Thị đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều là hạng tiểu nhân vô sỉ, tất cả đều là thứ tiểu nhân, bọn ta làm hết những chuyện vất vả, các ngươi liền tới hái đào chứ gì. Ta muốn gặp Hoàng hậu, ta muốn gặp Hoàng hậu. Tiếng gầm tràn ngập căm phẫn của Vũ Thừa Tự từ trong phòng truyền ra, xem ra bọn chúng bị người ta thay thế rồi. Tin tức quan trọng không cần nhiều, đôi khi chỉ một câu là được. Ôn Nhu đứng bật dậy, chỉnh lại áo bào, chỉ trong thoáng chốc vẻ mặt từ u ám khôi phục lại sự ung dung điềm đạm nói với Diêu Sủng, tiếp tục kế hoạch đi. Diêu Sủng thi lễ vội vàng đi ngay, cơ hội ngàn năm có một, không tận dụng thì có lỗi quá rồi. Vân Sơ cũng đỡ một bên ngực ngồi xuống, suýt chết, lão tử đúng là ở hiền gặp lành mà. Bên ngoài kia huynh đệ Vũ Thị vẫn kêu như heo bị chọc tiết, lẫn trong đó còn có tiếng đập phá đồ đạc, nhưng lúc này đây Ôn Nhu nghe vào tai lại như tiên tâm. Lòng đầy cảm xúc nói, huynh đệ Vũ Thị lần này bị oan, e là chỉ có Liêm Pha trước trận Trường Bình mới có thể sánh được. Rốt cuộc Hoàng hậu nghĩ cái gì vậy? Cũng khó mà trách Hoàng hậu, huynh đệ bọn chúng được trao quá nhiều ưu ái, có cô là Hoàng hậu chống lưng, có tiền bạc dư giả, vậy mà áp dụng sách lược chỉ thủ không công, ai chẳng cho rằng chúng sợ ta rồi. Vân Sơ cười méo xẹo, giờ ta hiểu vì sao ngươi đánh huynh đệ Vũ Thị rồi. Ngươi đánh giá ta quá cao, chẳng qua ta nhìn chúng ngứa mắt nên đánh thôi. Chuyện người ta hẳn nghĩ chúng bị ta đánh sợ vỡ mật rồi nên mới áp dụng sách lược kém cỏi như thế nên thay người là hoàn toàn do may mắn. Đánh giá cao cái gì? Ta không nói chuyện đó. Ôn Nhu bĩu môi, ngươi mấy lần tính kế bọn chúng, đều bị bọn chúng vô tình thoát được, cho nên ngươi mới thẹn quá hóa giận mà đánh người chứ gì. Vân Sơ không rõ có phải bị nói chúng tim đen rồi hay không mà mặt đỏ lên, sờ mũi nói, đi an ủi huynh đệ bọn chúng một chút đi. Chuyện này Ôn Nhu thấy rất nên làm, có thể dồn huynh đệ bọn họ suýt vào đường cùng như vậy là lần đầu tiên, cả hoàng đế cũng chưa chắc đã làm được đâu. Hai người tới Quan Giải của huynh đệ Vũ Thị thì bọn họ đã ngừng gào thét đập phá, đang thất thần ngồi đó nhìn bộc nhân thu dọn đồ đạc. Một quan viên hồng bào chắp tay sau lưng đứng bên cạnh huynh đệ Vũ Thị, nhưng không nhìn huynh đệ bọn họ mà nhìn chằm chằm vào một đám đại tượng từ Lạc Dương tới, mặt mày ai nấy cũng như chết cha chết mẹ. Người này còn khá trẻ, tuổi trên 30, mang vẻ gầy gò yếu ớt thường thấy của thư sinh, râu tóc chỉn chu, mặt mày kiêu ngạo. Vân Sơ đi vào nhưng lờ quan viên hồng bào đó đi, chắp tay với Vũ Thừa Tự, mọi chuyện đang tốt sao lại thu dọn hành trang thế. Vũ Thừa Tự nén giận nói, có người cho rằng huynh đệ bọn ta là thứ vô dụng, không thể dùng vào việc lớn, cho nên muốn thay thế. Vân Sơ cau mày, thay tướng lúc thuận buồm xuôi gió sao. Vũ Tam Tư nghiến răng ken két, đào đã chín rồi, người ta tất nhiên là có người tới hái. Đào còn non lắm, bây giờ đã hái vẫn còn quá sớm. Vân Sơ tuy nhẹ người, thật tình mà nói cũng tiếc cho hai huynh đệ này, chưa nói cái khác, công sức bọn họ bỏ ra vì công trình cải tạo thành Nam, bất kể vì lý do gì cũng là một ân tình với bách tính nơi này, còn nhớ Quan Giải này là do bản quan cho huynh đệ các ngươi mượn. Vũ Thừa Tự lẩm bẩm, đúng thế. Vân Sơ cười, ta là chủ nhà còn chưa đuổi khách đi, vội vàng vậy làm gì? Vũ Thừa Tự, Vũ Tam Tư ngẩn ra, sau đó đứng dậy chỉnh đốn trang phục sộc sệch, nói một câu thất lễ với Vân Sơ, sau đó bảo bộc nhân, trước tiên đừng vội thu dọn, đợi bọn ta uống trà với quân hầu rồi hãng hay, lần này từ biệt, chưa biết bao giờ mới gặp lại.
Từ lúc Vân Sơ và Ôn Nhu bước vào quan giải, vị quan viên hồng bào kia muốn bắt chuyện với hai người họ, nhưng họ chỉ nói chuyện với huynh đệ Vũ Thị, hắn ta không tiện tham dự vào. Thấy huynh đệ Vũ Thị không dọn đồ chuẩn bị đi nữa, trầm giọng nói, hoàng hậu lệnh cho các ngươi lập tức về Lạc Dương. Vân Sơ nhíu mày nhìn Vũ Thừa Tự. Vũ Thừa Tự giải thích, Bắc Môn học sĩ Ngụy Nguyên Khánh. Ôn Nhu à một tiếng, nghe nói Lạc Dương có câu đồng ca, Bắc Môn học sĩ nhiều như chó, không ngờ ở Trường An cũng có thể gặp. Ngụy Nguyên Khánh mặt tối sầm, mắng trả, sớm nghe nói Ôn Nhu ngươi là con chó Ôn Nhu của Vân Sơ, nay chủ chưa kêu, chó môn hạ đã sủa bậy rồi đấy à. Vừa nghe Ngụy Nguyên Khánh nói như thế, huynh đệ Vũ Thị đang đứng giữa hắn và Vân Sơ kinh hồn bạt vía nhảy ngược ra phía sau. Quả nhiên trong phòng như nổi cuồng phong, khi huynh đệ bọn họ vừa tung người nhảy ra sau đã nhìn thấy chân trái Vân Sơ xoay ngược ra sau, tiếp ngay đó chân phải y như gió lốc quét vào mặt Ngụy Nguyên Khánh. Cú đá đó lực đạo kinh người, Ngụy Nguyên Khánh vừa mới kịp mở miệng chưa kịp mắng ra chữ ngươi, thì người đã bay vèo ra khỏi quan giải, thân thể như bao tải rách va xuống sàn đá. Răng trừ miệng Ngụy Nguyên Khánh rơi lả tả, máu me nhòe nhoét. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1455, áp lực tạo kim cương. Ôn Nhu vừa rồi nói lời khó nghe là để thăm dò, không ngờ mới nói một câu đối phương đã không nhịn được đáp trả ngay như vậy, chứng tỏ tên Ngụy Nguyên Khánh này là kẻ tầm thường thôi. Cứ nghĩ hoàng hậu sẽ phái một nhân vật lợi hại tới cơ, thế này thì Ôn Nhu yên tâm rồi. Qua đó cũng thể thấy vừa rồi huynh đệ Vũ Thị quả thực gây sức ép lớn thế nào tới bọn họ, nếu không với phong cách quý công tử của Ôn Nhu sẽ không gây sự kiểu này. Nhìn thảm cảnh của Ngụy Nguyên Khánh, hắn thở dài, sớm nghe Bắc Môn học sĩ ưa thanh đàm, nhiều hạng miệng lưới bén nhọn, hôm nay gặp, quả nhiên là thế. Ngụy Nguyên Khánh phun ra một ngụm máu, tay run run chỉ Vân Sơ, ngươi dám đánh mệnh quan triều đình à? Huynh đệ Vũ Thị thương hại, ngươi chưa được nghe y đe dọa đánh cả vương gia trước mặt người khác rồi, đánh quan viên đã là cái gì? Khi mọi người cứ nghĩ Vân Sơ sẽ tiếp tục đánh người thì y lại quay đi ra, lệnh cho đám nha dịch, nha môn huyện Vạn Niên là nơi làm việc, không phải chỗ lớn tiếng làm ồn, người đâu, ném hắn ra ngoài. Nói xong Vân Sơ mời huynh đệ Vũ Thị sang bên bàn uống trà, còn về phần Ngụy Nguyên Khánh đang chửi bới không ngừng thì bị một đám nha dịch kéo đi thì chẳng bận tâm. Vũ Thừa Tự chủ động rót trà cho Vân Sơ, Ôn Nhu, huynh trưởng của hắn là ngự sử Ngụy Nguyên Trong, rất được hoàng hậu coi trọng. Vân Sơ xua tay, không hề gì, ngược lại huynh đệ các ngươi sao lại làm phật lòng hoàng hậu, giờ công lớn sắp tới tay mà lại bị gọi về, thật không đáng. Người khác không biết chứ sao bản quan không biết cho được, huynh đệ các ngươi vì công trình cải tạo Nam Thành mà mang bệnh làm việc, thực sự là đổ cả mồ hôi mà máu vào đó rồi. Vũ Thừa Tự có vẻ đã cam chịu, có khác gì đâu, vốn hết thảy thứ bọn ta có được tới từ hoàng hậu bảo sao nghe vậy thôi. Không nói chuyện này phiền lòng này nữa, huynh đệ bọn ta ở Trường An nhờ quân hầu chiếu cố mà thoát đại nạn, đa tạ quân hầu. Thuận tay mà làm thôi, không biết các ngươi về Lạc Dương đã có an bài hay dự kiến làm gì chưa? Vũ Thừa Tự chỉ cười không nói, Vũ Tam Tư lại hết sức thẳng thắn, ta và huynh trưởng muốn học cách cải tạo Nam Thành, áp dụng ở Lạc Dương, quân hầu thấy sao? Vân Sơ vỗ tay tán thành, hai huynh đệ các ngươi đã có kinh nghiệm ở chuyện này, tiếp tục theo đuổi thành bản lĩnh cũng tốt, nếu thế xây nhà xong, nhớ để lại cho ta một tòa đại trạch. Vũ Tam Tư hào sảng vô ngực, tất nhiên rồi. Hai bên quan hệ bạn chẳng ra bạn, thù chẳng ra thù, ít nhất ở thời khắc chia tay này xem như hòa hợp, chỉ nói chuyện vui không nói chuyện buồn. Sau ba lần nước, trà cũng đã nhạt, Vân Sơ và Ôn Nhu cùng chúc huynh đệ họ ngày sau thuận buồm xuôi gió. Đợi khi tất cả đều đã thu dọn xong, Vũ Tam Tư nhìn lại công giải mình sớm hôm vất vả mấy tháng trời, cảm xúc ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên huynh đệ họ thực sự làm việc gì đó, làm ra thành tựu, không khỏi sinh tình cảm. Bọn họ ngày ngày chạy ra công trường, nhìn từng ngôi nhà xây dựng lên, có thể nói từng viên gạch viên ngói chứa đựng tâm huyết của họ. Đang bừng bừng dã tâm để lại dấu ấn của mình ở Trường An, khiến tất cả phải nhìn với ánh mắt khác thì. Vũ Tam Tư nghiến răng ken két, huynh trưởng, chúng ta cứ thế mà đi sao? Vũ Thừa Tự thản nhiên nói, được 16.000 quan, đệ còn muốn gì nữa? 16.000 quan. Vũ Tam Tư ngẩn người, sau đó nói,
Đó chẳng phải là tiền đặt cọc mua nhà của Thương Cổ Lạc Dương sao? Vũ Thừa Tự khịt mũi, rõ ràng là tiền của bọn ta mà. Vũ Tam Tư chạy ra đóng vội cửa lại mới thì thầm nói, Hoàng hậu mà biết. Vũ Thừa Tự lạnh lùng nói, Hoàng hậu không biết được, Trường An có cách ghi chép sổ sách cực kỳ phức tạp, đã thế ta còn vắt óc để hợp thức hóa khoản tiền này vào trong sổ sách. Ta làm như thế vốn dĩ đề phòng đám Vân Sơ nhảy vào chiếm đoạt công lao của chúng, ta, cho nên ta gài cái bẫy này. Hiện nó mới chỉ nằm trên sổ sách thôi, nhưng cùng với việc công trình được triển khai, do thiếu tiền, các phần phối hợp không khớp nữa, đến độ vênh tiến độ các phần quá lớn, ai cũng sẽ thấy vấn đề. Đến lúc đó số tiền này sẽ trở thành vấn đề đủ khiến nhân vật lớn phải mất mạng. Nói như thế, ai cướp của huynh đệ chúng ta, kẻ đó gặp họa. Vũ Tam Tư ngỡ ngàng nhìn người huynh trưởng mà hắn luôn cho rằng hơi quá thật thà này, không phục vô cùng, thực ra không còn cách nào. Sức ép Vân Sơ gây ra cho huynh đệ bọn họ quá lớn, chơi với tên điên đó, sơ sẩy một chút là mất mạng, thế nên mới trưởng thành vượt bậc. Đó là điều mà chính bản thân bọn họ còn chưa nhận ra. Vũ Thừa Tự khẽ gật đầu, đúng thế, tên Ngụy Nguyên Khánh đó chết chắc rồi. Vũ Tam Tư cười khùng khục ghê rợn, tên Ngụy Nguyên Khánh này cũng là thứ an hại, tiếp nhận một công trình lớn như thế, vậy mà chẳng kiểm tra sổ sách trước, còn đòi chúng ta phải rời Trường An ngay. Tự tìm đường chết mà không biết, nếu hắn không có thời gian lăn lộn ở công trường như chúng ta, xem sổ sách cũng khác gì vịt nghe sấm, ha ha ha. Khạc khạc khạc, hai huynh đệ hết sức nghe lời, ngay trong ngày hôm đó mang theo hai bàn tay trắng rời Trường An, vài người biết tin đi tiễn chân. Tiếc nuối không thôi, có thể nói sau quân hầu lần đầu tiên mới xuất hiện quan viên tốt, một lòng vì Trường An như vậy. Còn về phần Ngụy Nguyên Khánh gửi cáo trạng khẩn cấp cho Hoàng hậu, nói Vân Sơ đánh hắn gãy bốn cái răng. Câu trả lời của Hoàng hậu rất thô bạo, lệnh Ngụy Nguyên Khánh nhanh chóng bắt tay vào công việc. Không được phép chậm kế hoạch, đồng thời phạt bổng lộc của Vân Sơ 3 năm, phải lắp cho Ngụy Nguyên Khánh một bộ răng giả. Phạt bổng lộc à? Vân Sơ thì làm gì có bổng lộc mà phạt, tính ra thì y 10 năm chưa có bổng lộc. Còn đợi bao năm nữa mới được nhận bổng lộc chính y cũng chẳng rõ, thế nên Vũ Mị đưa ra sự trừng phạt này chứng tỏ nàng chẳng bận tâm. Về phần lắp răng giả thì Vân Sơ chẳng bận tâm, y đã có một cái xưởng răng thép nho nhỏ rồi, tới khi đó phái người đi lắp cho Ngụy Nguyên Khánh một bộ là được. Chương 1456, lời nói dối, 1. Sau một thời gian chờ đợi, hai răng hàm dưới, ba cái răng hàm trên của Ung Vương Hiền đã đúc xong. Ngày hôm đó đích thân Vân Sơ dẫn Lý Hiền tới xưởng để lắp răng. Hai hàm răng này do chính Lý Hiền giám sát từ lúc đúc thành hình, mài giũa. Phải nói con mắt thẩm mỹ của Lý Hiền rất cao, sáu bộ răng giả qua tay cao thủ tượng nhân so với răng thật khác nhau chỉ ở ánh kim loại. Nhìn Lý Hiền thử răng côm cốp có vẻ rất hài lòng, còn sờ tay thử, Vân Sơ lại đưa hắn nửa quả dưa, hắn nhận lấy, nhai rau ráo. Thấy ăn dưa không vấn đề, Vân Sơ lại đưa hắn củ cải, Lý Hiền vẫn cắn dễ dàng, nhưng nhai 4-5 cái thì nhả bã củ cải ra, không ổn lắm. Vân Sơ nói, nếu không vấn đề gì thành răng thật mất rồi, không sao cả còn cần thích ứng nữa. Với lại sau này sẽ còn cải tiến. Điện hạ thử ăn thịt xem, nếu không sao thì thần hoàn thành công việc bệ hạ giao. Lý Hiền cố ý dùng răng giả nhai thịt dê, ăn một lúc nói, thịt dê này ninh như nên ăn được. Nói xong nhìn cái công xưởng răng thép của Vân gia, cảm khái, lúc mất răng, cô Vương hận không bị cái đinh đó giết chết cho rồi. Không ngờ hôm nay được hồi sinh ở cái xưởng nhỏ này. Sau khi lắp răng thép xong, tinh thần Lý Hiền rất tốt, đi theo Vân Sơ tham quan không dưới 10 nhà xưởng trong phường Tấn Sương. Giống như nhiều người nhìn thấy nông phu bận rộn thu hoạch, lòng trào dâng cảm giác thỏa mãn, Lý Hiền nhìn từng đủ loại vật liệu trong tay công tượng biến thành thương phẩm tinh xảo, trong lòng cũng có cảm giác như thế. Dừng lại xưởng giống xưởng gỗ, Lý Hiền lấy một hạt châu màu xanh trên giá xuống, đưa lên mũi ngửi, là Nga Lê Trướng Trung Hương. Vân Sơ gật đầu, pha trộn nguyên liệu phức tạp, quá trình dườm ra, trải qua 67 công đoạn mới làm ra được một hạt Nga Lê Trướng Trung Hương, mang trên người không chỉ thơm còn đuổi được muỗi. Bên hông Lý Hiền cũng đeo quả cầu thơm buộc tơ, giá một quan tiền, hắn nhìn mâm gỗ trong đó đầy chặt hạt châu giá một quan của hắn, chỗ này có bao nhiêu? 3.000 hạt à? Hỏa kế ở bên trả lời, bẩm quý nhân, một cái mâm này có 3.200 quả. Lý Hiền nhìn sâu hơn vào trong xưởng, phát hiện có 7-8 cái mâm gỗ nữa, nghi hoặc hỏi Vân Sơ,
nhiều vậy bán cho ai? Dù toàn bộ quý nhân mua thứ này cũng làm sao mà bán hết được. Vân Sơ giải thích, mùi trên thân thể người đường không nặng, nên đại đường không phải là thị trường chủ yếu. Thời gian trước điện hạ tiếp đãi người Tây Vực tới quyên góp vì thiên su, chắc là vẫn còn ấn tượng. Lý Hiền lấy lưỡi liếm răng thép, còn chút sợ hãi nữa, chỉ muốn cướp đường bỏ chạy. Cho nên thứ này với người đường mà nói chỉ là đồ xa xỉ, có hay không cũng không thành vấn đề, với người Hồ lại là thứ thiết yếu. Thứ này vào hội triển lãm hàng mùa xuân thu đều bán được rất nhiều, mỗi năm đem lại 5.000 quan thuế thua cho Trường An. Cẩn thận đặt hạt châu trong tay vào khay gỗ, Lý Hiền nghĩ tới đống cỏ khô, vỏ cây vừa rồi, cảm thán, biến củi mục thành thần kỳ. Vân Sơ đưa hai bàn tay ra, đây là thứ chúng ta dựa vào để biến thành vua của vạn vật. Cuối cùng hai người dừng chân ở xưởng dệt, hơn 9 thành nhân thủ nơi này là nữ tử. Lý Hiền lần đầu tiên đặt chân tới nơi mà người Trường An gọi là nữ nhi quốc này, nhìn những nữ công nhân bận rộn luôn tay, hắn không thoải mái lắm, phụ nhân nuôi gia đình sao? Vân Sơ thoải mái nói, gia đình có phu phụ đều đi làm việc, giàu có hơn hẳn những nhà chỉ có nam nhân đi làm, nhưng như vậy là phá hoại lễ pháp. Điện hạ, nam cày cấy nữ dệt vải là truyền thống bao đời, được không ít kinh sách tán tụng, sao có thể nói là phá hỏng lễ pháp? Lý Hiền tỏ vẻ không muốn tranh cãi, quân hầu mạnh miệng với ta cũng vô ích, ngài có bản lĩnh thì đi tranh luận với những tiên sinh của lễ bộ ấy. Lễ bộ thượng thư trước kia là Hứa Kính Tông không nói gì cả. Vân Sơ đưa ra một ví dụ, Lý Hiền câm nín, vị đó gia phong còn chẳng tốt, mặt mũi nào nói ngài. Vân Sơ lại nói, lễ bộ thượng thư tiền nhiệm là Lỗ Vương Lý Linh Quỳ cũng không nói gì. Lý Hiền lần nữa không nói được gì, vị này chết chưa hết tội, phía Lạc Dương còn đang truy tra đồng đảng kia kìa, không nhắc tới làm gì. Vân Sơ đưa thêm minh chứng, lễ bộ thượng thư Lý Kính Huyền hiện giờ cũng không nói gì cả. Lý Hiền thêm một lần im lặng, vị này có tiếng bất hòa với kế mẫu, thường bị người ta chỉ trích, thiếu sót về hiếu đạo là điều nghiêm trọng nhất rồi. Vân Sơ hùng hồn nói, thế nên lễ bộ bằng cái gì mà nói thần chứ? Theo thần thấy thì loại nhà xưởng này dù có lỗ vốn cũng phải mở nhiều hơn một chút. Điện hạ hẳn cũng biết, Vân gia thần nổi tiếng biết nuôi dạy trẻ nhỏ, nhưng bản lĩnh này không phải nhờ thần, mà là ở phu nhân của thần. Theo kinh nghiệm nhiều năm tổng kết ra của thần, trẻ nhỏ có thông minh hay không phải xem mẫu thân có hiểu chuyện không, nếu mẫu thân hiền lương thục đức, thông tình đạt lý thì còn cái không thể quá kém. Điện hạ có biết giờ trong thành Trường An, ai sẵn lòng cho con cái đi học nhất không? Lý Hiền từ nhỏ có tiếng thông minh hơn người, nghe Vân Sơ nói vậy liền chỉ ngay những nữ công nhân váy xanh là bọn họ sao? Vân Sơ xác nhận bọn họ không kiếm được nhiều tiền, nhưng chịu chung tiền mời tiên sinh dạy vỡ lòng cho con cái họ. Xưởng cũng chuyên môn dọn ra một viện tử nhỏ để những tiên sinh này dạy học cho con họ. Lý Hiền chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ, bọn họ chung tiền mời tiên sinh à? Mau mau, cô Vương muốn xem. Vân Sơ liền dẫn Lý Hiền xuyên qua xưởng, tới lối đi phụ, qua một con đường hẹp, vừa tới nơi Lý Hiền đã sững người. Vì trước mắt là một tòa học phủ quy mô không nhỏ, đâu chỉ là viện tử nhỏ như Vân Sơ nói. Nơi này diện tích ít cũng phải 5 mẫu, bốn phía là học xá liền kề, nhìn qua cửa sổ là từng hàng học sinh nhỏ tuổi, bọn chúng đồng thanh đọc sách. Đối với Lý Hiền xưa nay yêu thích đọc sách mà nói, chẳng khác gì tiên nhạc. Đứng ngoài cửa sổ nghe một lúc, Lý Hiền vui mừng nói, phòng này đã học tới luận ngữ. Chà chà, phòng này học xuân thu rồi. Trời ơi, vậy có thể coi là người đọc sách rồi, có thể tham gia khoa khảo rồi. Vân Sơ cười nói, điện hạ, chỉ có rất ít đứa bé hơn người mới tham gia khoa khảo, vào tứ môn học, quốc tử giám, cuối cùng thành quan viên đại đường. Còn lại những đứa bé tư chất bình thường sẽ dựa theo sở thích tiến vào tượng tác, công bộ hoặc ti nông tự làm bác sĩ nông học. Những đứa không cam chịu nghèo khổ thì học đạo thương cổ, nếu không đi vào ngã rẽ, không tới 10 năm, điện hạ thi sát các công xưởng sẽ thấy bóng dáng của bọn chúng. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1457, Lời Nói, Dối, 2. Lý Hiền đi quanh sân, cái học phủ này rất đơn giản, chỉ có một bức tường, một cái sân và mấy dãy nhà thôi. Sân thì chỉ có một cái chum lớn chứa nước mưa, còn là sân đất, chẳng lát gạch đá gì, nhưng hắn nhìn ra sự không tầm thường nơi này, có bao nhiêu học tử. Vân Sơ giơ ba ngón tay, 3.000 sao,
Lý Hiền thấy hơi thở của mình mạnh lên rõ rệt, Vân Sơ tự hào nói, trường này tên gọi là trường xưởng dệt số 1. Xưởng dệt số 2 cũng có trường học thế này, ngoài ra xưởng dệt lớn thuộc về Bách Kỵ Ti cũng có trường học, bọn họ muốn chiêu nạp nhân thủ từ đó. Vậy chẳng hóa có cả vạn người đọc sách à? Lý Hiền chóng mặt, hắn bỗng dưng phát hiện có một trường An khác hẳn những gì hắn biết, chỉ dựa vào những nữ công nhân kia mà duy trì được 4 tòa học phủ sao. Vân Sơ nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của hắn, tất nhiên là không thể nào, mới đầu khi chỉ có chừng 100 học sinh. Vài ba vị tiên sinh thì những nữ công nhân còn có thể bỏ tiền ra duy trì trường học. Bây giờ thì khác, mỗi năm hai huyện Trường An, Vạn Niên cấp 4 trường học này 6.000 quan, sơn trưởng các trường đều là quan bát phẩm của đại đường. Lý Hiền im lặng rất lâu mới nói, quân hầu mời ta tới đây với mục đích gì? Vân Sơ thở dài, từ khi sở giao dịch. Vừa nghe Vân Sơ nói tới sở giao dịch, Lý Hiền không khác gì mèo bị dẫm phải đuổi, rối rít xua tay, quân hầu chỉ cần nói cô vương phải làm gì là được. Vân Sơ đưa tay mời, chúng ta về huyện nha rồi nói. Lý Thiền thấp tha thấp thỏm đi theo sau Vân Sơ về tới nha môn huyện Vạn Niên, đến một gian phòng trông không, điều lạ là nơi này mặt đất mấp mô, lại còn phủ tấm vải cực lớn. Đợi tiểu lại cẩn thận lấy tấm vải ra, Lý Hiền tức thì trố mắt, vì hắn nhìn thấy Hoàng Hà, cùng với dạng núi, cánh rừng, thành thị, quan ải hai bên bờ. Nhìn kỹ lại lần nữa, Lý Hiền khẳng định, đúng là Hoàng Hà, chính xác hơn là một đoạn từ Kim Thành Lan Châu tới Phong Lăng Độ. Quân hầu ngài định làm gì? Hai hàm răng sắt vừa mới lắp xong của Lý Hiền va vào nhau cồm cộp, mặt thì tái mét, cô vương là đô đốc Ung Châu, nhưng trong tay không binh không tốt, muốn mưu phản cũng không thành. Vân Sư tỏ vẻ không hiểu, điện hạ, đây là kế hoạch vành đai Hoàng Hà, thu nạp tài phú phương Bắc, nâng cao uy danh cho Trường An. Chuyện này đã đem lên triều thảo luận, liên quan gì tới mưu phản chứ? Thảo luận trên triều. Trên triều hiện đang tranh cãi không ngừng về sách lược Bắc Thượng hay Nam Hạ. Lý Hiền thở phào, sau khi hiểu ra thì người không run nữa, còn hứng thú quan sát sa bàn lớn này, đợi khi Vân Sơ giải thích toàn bộ công trình vành đai Hoàng Hà. Lý Hiền nhìn Vân Sơ bình tĩnh hơn nhiều, cô vương luôn cho rằng quân hầu là người của thái tử có vẻ ngả về Nam Hạ, vậy mà quân hầu lại muốn Bắc Thượng. Vân Sơ khó chịu nói, thần là người của đại đường, bệ hạ và thái tử là quân, thần là thần tử. Như thế nói thần là người của thái tử cũng không sai. Nhưng nếu ý điện hạ, thần làm việc vì lợi ích của thái tử thì sai rồi. Ở chuyện lớn có thể ảnh hưởng tới vinh nhục trăm năm của đại đường, điện hạ còn có cái nhìn hẹp hòi như vậy, không phải là thái độ của người làm việc. Lý Hiền chẳng động lòng, quân hầu làm thế là đang nuôi dưỡng dã tâm đoạt ngôi của cô vương. Dã tâm của điện hạ chỉ khiến bản thân thêm thê thảm mà thôi, không ích gì đâu. Ngươi dám xem thường bản vương à? Vân Sơ nổi nóng, vốn là như thế, có gì mà không nói được, với vị thế điện hạ ngày nay, bất kỳ kẻ nào nhòm ngõ cái ghế thái tử là chết chắc. Thần cứ nghĩ điện hạ sớm từ bỏ dã tâm này rồi, sao còn nhớ mãi thế? Lý Hiền mặt lúc đỏ lúc trắng, thế ngươi còn kéo ta tới đây làm gì? Vì ngài là Ung Vương, trong kế hoạch vành đai Hoàng Hà, một nửa nằm dưới sự quản lý của điện hạ, không gọi điện hạ tới thì gọi ai? Cái này cũng không làm, cái kia cũng không làm, rốt cuộc điện hạ muốn làm gì, hay là muốn ăn không ngồi rồi chờ chết như Kỷ Vương Thận, Tào Vương Minh. Vân Sơ mặt mày âm u, toàn thân tỏa ra khí tức như ngọn núi băng lớn, bàn tay bóp lại kêu răng rác. Tựa hồ bất kể lúc nào cũng có thể tung ra cú đấm chết người vào thân thể yếu ớt của Lý Hiền. Người giết nhiều chó, chó sợ hắn. Người giết nhiều người, người phải sợ hắn. Càng không nói loại người vượt qua núi xương biển máu như Vân Sơ. Y nổi giận, trong mắt Lý Hiền không khác gì ác quỷ. Có điều Lý Hiền sinh ra với huyết mạch hoàng gia, tự tôn của hắn cực cao, cố gắng khống chế thân thể, tuy sợ, nhưng người không run mà nhìn chằm chằm Vân Sơ, ngươi không uy hiếp được cô vương đâu. Làm việc nhỏ thì liều mình, làm việc lớn thì tiếc thân. Vân Sơ thất vọng ngồi xuống, kẻ nào cũng chỉ muốn trốn tránh, không ai muốn kháng cự cả, thật làm người ta chán nản. Lý Hiền thấy khí thế Vân Sơ suy giảm, khí thế Phượng Tử Long Tôn của hắn dâng lên, kiêu ngạo nói, nếu có ngoại địch tới xâm phạm, cô vương đơn thương độc mã cũng dám nghênh địch. Nói miệng mà thôi. Vân Sơ từng đọc luận điểm 4 lần Tiểu Băng Hà của nhà địa chất và khí tượng Trúc Khả Trinh. Trúc Khả Trinh cho rằng, từ thời Thương tới Tây Chu là kỳ Tiểu Băng Hà đầu tiên, từ Hán Mạt tới Tây Tấn là kỳ Tiểu Băng Hà thứ hai.
Đường Mạt tới năm đầu Bắc Tông là Kỳ Tiểu Băng Hà thứ hai, lần thứ tư có tên riêng Kỳ Tiểu Băng Hà Minh Triều. Trung Quốc bao đời đều là xã hội nông nghiệp tự túc, biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới dân sinh. Khi người cầm quyền không thể giải quyết được vấn đề cơm áo của bách tính tất nhiên sẽ tự tìm cách sinh tồn. Kết quả chiến tranh nổ ra, nhân khẩu sụt giảm, dẫn tới thay triều đổi đại. Đám Hứa Kính Tông biết khí hậu biến hóa chính là vì Vân Sơ ngầm cho người lan truyền tin tức này. Theo Vân Sơ biết lúc này cách thời Tiểu Băng Hà còn xa. Thiên Sơn cũng có thời kỳ khô hạn và dồi dào. Khi Thiên Sơn khô hạn, nước sông, tháp Lý Mộc giảm xuống, khi dồi dào thì nước sông tăng lên. Nếu đám Hứa Kính Tông kéo dài tuyến thời gian ra để so sánh sẽ hiểu ngay, tin tức khí tượng ông ta nắm bắt được còn chưa đủ nói lên Tiểu Băng Hà sắp tới. Bất kể là Tây Vực hay Liêu Đông đều là đất đai đại đường mới có được, ghi chép của quan phủ chỉ có mười mấy năm, chưa đủ chứng cứ khoa học để luận chứng vấn đề lớn. Sử sách đại đường ghi chép khí tượng thời Thương Chu gần như huyền ảo, nhưng ghi chép cuối thời Đông Hán thì nhiều lắm. Chỉ cần là người thích vùi đầu vào đống giấy tìm kiếm, nhất định tìm thấy rất nhiều, còn rất đáng sợ. Người Trung Quốc xưa nay nói hay một chút thì gọi là tính sâu nghĩ xa, nói không hay thì là lo lắng không đâu. Lão nông được mùa có thêm vài đấu lương thực là lập tức tích trữ, chuẩn bị đối phó với thiên tai còn chưa thấy đâu, gọi đó là chuẩn bị sẵn không lo tai họa. Cho nên người càng có học vấn cao thâm, càng thích suy nghĩ thì càng bị lý luận Tiểu Băng Hà Vân Sơ tung ra làm sợ chết khiếp. Vân Sơ sở dĩ tung ra lý luận này dọa người ta là vì tuân theo tư tưởng Nho gia. Nếu trong nước không có đại thần kiên trì giữ phép tắc và người hiền giúp vua, lại không có ai lo bị địch quốc nước ngoài xâm phạm, một quốc gia như thế thì sẽ bị diệt vong. Ở thượng tầng đại đường, lời của Mạnh Tử rất có thị trường. Hiện giờ đại đường chính là lúc trong nước không có hiền thần, bên ngoài không có ngoại địch, lúc này không gây chút áp lực, chủ yếu là áp lực lên hoàng đế, có khi hắn sẽ lên trời thật. Hoàng đế, hoàng hậu đã xưng thiên hoàng, thiên hậu rồi, thêm vài năm nữa, Lý Trị buồn chán tới cực độ bày ra trò khác thì sao? Nên phải có một kẻ địch hắn không khống chế được xuất hiện, để hắn phải lo lắng. Không có địch thì phải chế tạo ra kẻ địch, phải làm người đại đường giữ gìn đoàn kết, cẩn thận, khiêm tốn đối diện với tân thế giới. Vân Sơ thấy mình không nói dối, Tiểu Băng Hà sớm muộn cũng tới. Quả nhiên Lý Hiền nghe tới lý luận Tiểu Băng Hà do Vân Sơ tung ra, sắc mặt trắng bệch, hắn khác với Lý Hoàng, hắn là người đọc sách chân chính. Ngay lập tức hắn liên tưởng tới thảm họa cuối thời Đông Hán, đầu óc hắn tự động xuất hiện thêm nhiều minh chứng liên quan tới sự xuất hiện của Tiểu Băng Hà. Giọng hắn run lên, đây là trời phạt sao? Khi nào sẽ tới? Vân Sơ thở dài, không ai biết, có lẽ là ngày mai, 10 năm sau, hoặc 100 năm sau, dù sao thì triệu chứng đã xuất hiện rồi. Lý Hiền đứng bật dậy, ta phải về suy nghĩ, nghĩ thật kỹ đã. Nói rồi hồn siêu phách lạc đi mất. Chương 1458, Anh Tài Đầy Nhà, 1. Đợi Lý Hiền đi rồi Ôn Nhu mới từ gian phòng bên cạnh đi sang, cầm theo ấm trà nhỏ, vừa đi vừa uống, ngươi dọa hắn khiếp hãi luôn rồi. Vân Sơ thở dài, coi như ta tung ra rồi, để đám Long Tử Phượng Tôn này kẹp đuôi lại mà sống, đừng cho rằng thiên hạ thái bình, không phải lo nghĩ gì rồi suốt ngày làm bậy nữa. Ôn Nhu thông cảm, lần này hắn về lật, xem sử sách nhất định sẽ càng thêm sợ hãi, lúc ta mới nghe ngươi nói ngẫm lại lịch sử từ cuối thời Đông Hán tới Tây Tấn mà lòng lại ngắt. Ngươi nói thật đấy à? Vân Sơ gật đầu, đương nhiên là có thật rồi. Chẳng qua trước kia mọi người coi đó thiên tai là nhân họa nên xảy ra cũng không biết thôi. Thôi, thôi, không nói cái chuyện phiền lòng này nữa, dù sao cũng có giải quyết được đâu, đến thì đến đi, binh đến tướng ngăn, nước lên đê chắn. Ôn Nhu nghe chuyện này trước đó rồi nên cũng có thể bình thản đối diện rồi, có tin mới đây, tên Ngụy Nguyên Khánh bị ngươi đá gãy răng hôm nay đã có hành động rồi. Hắn làm gì thế? Hắn phế bỏ tất cả an bài trước kia của huynh đệ Vũ Thị. Còn nói với Thương Cổ đã nộp tiền đặt cọc là huynh đệ Vũ Thị làm sằng làm bậy, lấy tiền của Hoàng hậu đi mua chuộc lòng người. Hắn muốn những Thương Cổ kia phải nộp thêm tiền đặt cọc mới đảm bảo cấp nhà. Vân Sơ cười to, thêm bao nhiêu vậy? Thêm năm thành, vừa vặn cao hơn cửa hiệu hai bên Chu Tước Đại Nhai một bậc, xem ra là kẻ có tham vọng đấy. Chưa hết, cái cơ hắn tăng giá là nhà do Hoàng hậu cấp, nên đây là trạch viện Cát Tường. Được phúc của Hoàng hậu che chở, thế là phá hoại sạch sẽ thanh danh mà huynh đệ Vũ Thị mang lại cho Hoàng hậu rồi. Ôn Nhu thở dài với vẻ mặt không thể giả dối hơn,
hắn cũng không phải là kẻ ngốc đâu hả, nếu không hoàng hậu chẳng phái hắn tới. Hắn nói rất rõ ràng phúc trạch của hoàng hậu chứ không phải cấp cho bách tính. Vân Sơ cau mày, Thương Cổ không phải là bách tính à? Lời này mà hắn cũng nói ra được sao? Bắc môn học sĩ mà, ngươi không hiểu đâu, đám này ngông cuồng lắm. Ôn Nhu cười to, bây giờ rất nhiều người đang đòi tiền ở công trường, ta tới rủ ngươi đấy, đi xem náo nhiệt không? Phái người bất lương tới, đuổi người đòi tiền đi, công tường của hoàng hậu, sao cho chúng gây chuyện được? Hoàng hậu xưa nay là người nói lời là giữ lời, vậy mà tên Ngụy Nguyên Khánh này, ai? Vân Sơ cảm thấy tên Ngụy Nguyên Khánh này có phải bị mình đá cho ngu người rồi không? Không ngoan ngoãn đi xây nhà rồi đem bán, lại đi giở trò gì chứ, đã tăng giá lại còn nói ra những lời khó nghe. Chẳng lẽ hắn nghĩ nhà do hoàng hậu xây nên không lo không bán được? Bách tính Trường An trải qua mười mấy năm phát triển theo thiên hướng thương nghiệp đã có đầu óc kinh tế nhất định rồi, tuyệt đối không có chuyện ngươi nói nhà do hoàng hậu xây là có thể tăng giá. Vân Sơ nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Vũ Mị vì sao lại thay thế huynh đệ Vũ Thị đang làm rất tốt bằng một tên ngốc. Cho tới khi y về nhà nhìn thấy Vân Loan cưỡi trên lưng Vân Cẩn, lớn tiếng thúc giục nhanh, nhanh, nhanh. Vân Cẩn thường ngày nghiêm túc như thế lúc này chở đệ đệ chạy quanh như cho con, Vân Quan Quan chạy quanh gieo hò cổ vũ. Vân Sơ rốt cuộc hiểu ra vì sao Vũ Mị phái người tới toàn là bọn ngốc rồi. Thực ra đám người này cũng không tính là bọn ngốc, Bắc môn học sĩ cơ mà, có thể vào đó thì ắt có sở trường. Có điều trong mắt Vân Sơ, Ôn Nhu thì chẳng khác gì bọn ngốc. Người thực sự có tiền đồ người ta đi theo Lý Trị cả rồi. Còn nhân vật kiệt xuất của giới trẻ thì người ta thích đi theo Lý Hoàng. Cho nên nhân tài ở chỗ Vũ Mị, nàng chẳng thể đòi hỏi người ta tài đức kiêm toàn. Phàm là người như vậy đã chẳng thần phục dưới váy Vũ Mị, văn nhân thời này vẫn có khí cốt lắm. Buổi tối ăn cơm, Vân Sơ nhìn bàn cơm nhà mình, Vân Na hôm nay không có nhà. Cùng thôi ma ma bế Hàn Sơn Nương đi tiếp đãi phiên vương Tây Vực, nhận ban thưởng chuyện xây dựng Thiên Xu. Vì thế chỉ còn Vân Cẩn, Ôn Hoan, Địch Quang Tự, Vân Cẩm, Vân Quan Quan và Vân Loan, toàn tinh anh cả, lòng y rất đắc ý, mặt này y ăn đứt Vũ Mị. Lý Thừa Tu vì đang để tang cho nên rất ít nói, đối diện với đống thức ăn cao như núi, tốc độ ăn tuy không nhanh nhưng mỗi miếng đều ăn đầy mồm, khay cơm của hắn giảm đi nhanh chóng. Phải thế thôi, thân thể hắn tiêu hao thực sự quá lớn, cứ cách hai ngày là lại có phủ binh giả tới tìm hắn. Toàn là loại trên 40 đã trải qua vô số trận quyết chiến, đã có trên 100 cái đầu ở sổ công lao của công bộ. Bọn họ cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt, chẳng qua là tới đánh hắn thôi. Đánh một trận, huấn luyện một ngày rồi lại đánh. Ngu Tu Dung gắp một miếng thịt trâu vào bát Lý Thừa Tu, thương hại, ăn nhiều thịt trâu vào, thứ này tăng cường sức khỏe. Lý Thừa Tu nhe răng cười với Ngu Tu Dung xong lại cắm cúi ăn. Võ nghệ cần luyện thì ngươi đã luyện cả rồi, bây giờ muốn nâng cao thực lực chỉ còn cách dùng loại gần giống thực chiến này thôi, chịu chút khổ cực có lợi cho võ nghệ của ngươi. Vân Sơ đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng nói với Lý Thừa Tu, đệ tử hiểu. Mỗi ngày có Thôi Nã đại sư của Thái Y viện tới xoa bóp thân thể, cho ngươi tắm thuốc, ngươi đừng thấy phiền. Đệ tử không thấy phiền, Vân Sơ lại dặn dò. Ở đạo luyện võ, hoặc là luyện tới mức cao thâm, hoặc là làm một vị nho tướng. Chứ đừng để thành loại văn không ra văn, võ không thành võ như Quách Đãi Phong thì chẳng khác gì phế vật. Lý Thừa Tu gật đầu, đệ tử hiểu. Ừ, không còn gì dặn ngươi nữa, cần gì cứ bảo quản gia Lưu Nghĩa. Đa tạ sư phụ. Vân Sơ lại chuyển ánh mắt sang Vân Cẩn vừa ăn vừa đang suy nghĩ gì đó, dục tốc bất đạt, quá trình thí nghiệm là quá trình khám phá. Mỗi lần thí nghiệm đều có giá trị cả, chớ xem thường thất bại, nếu con may mắn thử một lần thành công còn không học được nhiều bằng thất bại đâu. Vân Cẩn ngẩng đầu lên hỏi, A Gia, khi nào Tư Tư mới có thể về? Vân Sơ nhíu mày, sao, con nhờ nó à? Tỷ ấy tính cách nhìn có vẻ hoạt bát, kỳ thực rất cô độc, con lo tỷ ấy ở Đông Cung sẽ không được vui vẻ. Nó gửi thư than vãn với con sao? Vân Cẩn lắc đầu, không ạ. Nhưng còn có thể cảm nhận được trong từng dòng chữ của tỷ ấy. Vân Sơ nghĩ chuyện Lỗ Vương đủ cảnh cáo đám người ý đồ trong hoàng tộc, Lý Tư hẳn cũng đã chỉ bảo cung nhân Đông Cung kiến thức cơ bản nên gọi về rồi, có điều không nói ra, xoa đầu nhi tử, nhất định là Tư Tư cố ý làm như vậy đấy. Vân Cẩn trầm mặc một lúc nói, con cũng muốn luyện võ như Thừa Tu sư đệ. Con còn kém xa lắm, trước tiên rèn luyện tâm tính đi rồi hãng nói. Vân Cẩn không nói nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm,
có điều ai cũng nhìn ra nó đang tức giận. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1459, Anh Tài Đầy Nhà, 2. Vân Sơ kệ Vân Cẩn hậm hực, hỏi Ôn Hoan, gần đây nghiên cứu thuốc nổ có tâm đắc gì không? Ôn Hoan nuốt cơm xuống đáp, đệ tử đang điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu, đồng thời thêm vài thứ nữa, nhưng sau nhiều lần thử phát hiện công thức kinh điển mới là tốt nhất. Có điều khi đệ tử luyện tiêu thạch, kết quả có được một ít chất lỏng này không màu trong suốt, nhưng mùi cực kỳ khó ngửi. Đệ tử để nó một thời gian, nó từ trong suốt ngả nâu, chưa phát hiện có gì lạ. Đệ tử muốn luyện thêm nhiều tiêu thạch để lấy thêm dịch thể này, có nhiều mới đem thử nó có tác dụng gì được. Vân Sơ ngạc nhiên nhìn Ôn Hoan, không ngờ đứa bé này làm ra tiêu toan tức là một loại axit. Thứ này đối với người không hiểu gì về nó như Ôn Hoan quá nguy hiểm, nói không chừng gây hại cho nó, nghĩ một lúc rồi nói. Thứ đó rất dễ có phản ứng với không khí, một khi làm ra phải cho ngay vào bình kín, ngăn cách với không khí. Ôn Hoan tò mò hỏi, vậy thứ đó có hữu dụng không ạ? Vân Sơ gật đầu, cực kỳ hữu dụng, thứ này cùng loại khác phản ứng, sẽ thành tiêu hóa cam du, tức là nitroglycerin, cực kỳ nguy hiểm, chỉ một chút chấn động là phát nổ, nhưng lại là thuốc vô thượng chữa đau tim. Ôn Hoan chẳng quan tâm tới tác dụng chữa bệnh kia, hỏi vội, sư phụ, vậy sức nổ của nó so với thuốc nổ ra sao? Nếu ở cùng trọng lượng thì sức nổ của tiêu hóa cam du cao gấp thuốc nổ chừng 30 lần. Nhưng thứ này không thể thay thế thuốc nổ vì tính chất quá bất ổn của nó, giết người mình còn dữ hơn giết địch. Vân Sơ nhấn mạnh, đó là thứ cực kỳ nguy hiểm, phải cẩn thận. Ôn Hoan liếm môi, sư phụ, cam du là cái gì? Không nói cho người biết. Vân Sơ nói xong thì kệ gương mặt nhăn nhúm của Ôn Hoan, quay sang Địch Quang Tự đã ngồi ngay ngắn đợi sư phụ hỏi chuyện. Quang Tự, gần đây ngươi đi sớm về khuya làm gì thế? Địch Quang Tự đáp, đệ tử tới Đại Lý Tự xem quyền tông. Vẫn cố chấp muốn vượt qua cha ngươi ở mặt này sao? Không ạ, đệ tử không phải nghĩ cách phá án, mà muốn xem phản ứng của con người ở những hoàn cảnh đặc thù như thế nào. Sau đó tổng kết lại, xem có quy luật gì hay không. Vân Sơ gật gù, trên đời này con người là phức tạp nhất, nếu như quần thể ngươi điều tra không đủ lớn, không có được quy luật hữu dụng đâu. Hơn nữa một khi để vấn đề liên quan nhân tính quấn lấy tâm trí, ngươi có khi mất cả đời chẳng có được đáp án. Nghe nói hơn nghìn năm trước ở phương Tây có một hiền giả tên Ấu Kỳ Lý Đắc, Euclid, chính là người xác lập nên bộ môn hình học mà các ngươi đã được học. Người này đáng nể ở chỗ, ông ấy là học giả nhân văn, ý đồ dùng số học và hình vẽ phức tạp chứng minh quan hệ của người và tự nhiên. Quang Tự, số học của ngươi rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể dùng số học tính toán mục tiêu muốn đạt được. Sau này ta sẽ dạy ngươi xây dựng lên mô hình số học, nhưng không phải bây giờ, trình độ ngươi chưa đạt tới mức đó. Đệ tử hiểu, nhưng đệ tử vẫn muốn thu thập số liệu để dùng. Địch Quang Tự không đổi ý, thử cũng tốt. Vân Sơ cũng không ngăn hắn, Vân Cẩm không đợi phụ thân hỏi tới mình đã đặt đũa xuống, nói trước, con bận lắm, không muốn nghiên cứu học vấn đâu. Vân Sơ tiếc nuối, đứa bé này thông minh tự giác, khi còn nhỏ lúc đám Vân Cẩn còn đang bày mấy trò ngớ ngẩn nó đã chăm chỉ học tập. Vậy mà giờ không thích nữa, khuyên nhủ, kiếm tiền chung quy chỉ là tiểu đạo thôi. Vân Cẩm nhỏ nhẹ nói, con thích kiếm tiền. Thôi Giao cảm thụ được ánh mắt dữ dội của Vân Sơ nhìn về phía mình, che mặt nói, mỗi người đều có sở trường, sở đoản riêng, công gia ngài không thể hy vọng ai ai cũng thành mọt sách. Vân Cẩm hiền lương thục đức, trọn vẹn mọi mặt rồi, ngài đừng yêu cầu quá. Nó thích làm chuyện thực tế, không giống mấy đứa đồ đệ của ngài, đứa thích bị đánh, đứa địch dùng đất kiếm tiền, làm ra thuốc nổ lợi hại hơn để giết người, hoặc muốn khống chế nhân tính. Ngài cũng không nhìn cái nhà này bây giờ đã nghèo thành cái gì rồi, Vân Cẩm mà không đi kiếm tiền, dựa vào bổng lộc của ngài thì cả nhà chết đói lâu rồi. Nhắc tới hai chữ bổng lộc làm Vân Sơ xấu hổ, làm quan bao năm, bổng lộc rồi ban thưởng mang về chẳng đủ nuôi ngựa. Thế là thẹn quá hóa giận, Vân Sơ phất ống tay áo, cô thì biết cái gì. Thôi Giao nào có vừa, giọng bắt đầu trở nên khó nghe, thiếp thân là phụ nhân suốt ngày ở nhà đúng là chẳng biết gì. Chỉ biết mấy đứa bé đều bị học vấn cổ quái kỳ lạ của ngài thu hút, muốn làm học vấn thì rất tốn tiền. Sau này chúng chắc cũng chẳng có tâm tư đi kiếm tiền nuôi gia đình đâu. Cũng giống như ngài vậy,
Nghe nói gần đây ngài nghĩ ra một môn tài nghệ hay lắm, là làm răng giả, giúp Ung Vương có thể ăn uống bình thường rồi, bao nhiêu người mong đợi, còn tới tận nhà ta thăm dò, ngỏ ý muốn bỏ tiền lớn làm răng. Ngài thật hào phóng, đem truyền luôn tài nghệ này ra ngoài, đã nghèo như vậy còn không để tiền vào mắt, ngài biết ngoài kia bây giờ người ta gọi Vân gia là gì không? Hồ lô rỗng ruột đấy, nói một cách chuẩn xác là quả hồ lô lớn điêu khắc chạm trổ, nhưng chỉ đẹp bề ngoài thôi, bên trong trống không, chẳng được mấy cái hạt. Đám Vân Cẩn xấu hổ cúi đầu, giả vờ ăn uống không nghe thấy, Vân Sơ thì chỉ chúng nói, mấy cái hạt này của ta, ắt sẽ thành đại thụ chọc trời. Vân Cẩm khe khẽ giật áo thôi giao, nàng vẫn nói, muốn thành đại thụ chọc trời. Cũng cần chăm sóc bón phân, tức là cần tiền cả đấy, ngài có biết một tháng tiền dùng cho việc chúng nghiên cứu đủ thứ tốn kém bao nhiêu không? Phu nhân vất vả xoay sở thế nào không? Mọi người đều ngừng ăn, bầu không khí trong phòng có chút lúng túng. Vân Quan Quan nhảy ngay khỏi chỗ, chạy tới bên Vân Sơ ôm chân y, ngước đôi mắt to tròn nhìn y nói, tương lai con sẽ thành đại mỹ nữ, tới khi đó A Gia có thể bán con, nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Tới lúc đó còn có thể cưới một tức phụ xinh đẹp cho Vân Loan. Cộc một cái, Vân Loan đánh rơi cả bát gỗ, cũng nhảy vội ra khỏi ghế chạy tới ôm chân kia của Vân Sơ kêu lên, con không cần tức phụ, chỉ cần Quan Quan thôi, A Gia đừng bán Quan Quan. Xung quanh phì cười, lời trẻ con ngây thơ tức thì phá tan không khí ngượng ngùng, Vân Cẩm đánh đít Vân Loan một cái, trừng mắt nhìn nó trấn áp chỉ tay về chỗ, Vân Loan phụng phịu quay về. Vân Sơ bế Vân Quan Quan lên, lời của Vân Loan là ngây thơ thật, còn đứa bé này là cố ý. Đừng thấy nó suốt ngày tươi cười hoạt bát mà nhầm, một đứa bé mới trải qua biến cố gia đình lớn như thế, hành vi đó là khác thường. Kỳ thực nó vẫn đang cẩn thận lấy lòng mọi người trong nhà, cố gắng không mang phiền toái tới cho ai, không làm ai ghét mình, vì thế nó chẳng dám tỏ ra buồn bã làm người khác khó chịu. Những đứa bé hiểu chuyện quá sớm luôn làm người ta đau lòng. Con nhớ kỹ, trên đời này không một ai có thể đem con đi bán lấy tiền, không ai hết, kẻ nào dám, ta giết kẻ đó. Vân Quan Quan nhìn Vân Sơ thật chăm chú, khẽ cái miệng nhỏ xinh xinh, thật ạ. Vân Sơ khẽ cụng chán với nó, thật. Vân Quan Quan nhào tới ôm lấy cổ Vân Sơ, dán mặt vào mặt Vân Sơ, mắt ươn ướt, giết mỗi hắn không đủ đâu, A Gia, giết cả nhà mới yên tâm. Ngu Tu Dung nghe vậy mặt thoáng qua sự sợ hãi, nói, đứa bé này phải dạy dỗ tử tế. Vân Sơ ôm lấy Vân Quan Quan, cười to, đúng thế, phải giết cả nhà hắn mới được. Chương 1460, tình nghĩa cuối cùng. Đang nói chuyện trong nhà hết tiền thì có người tới nhà tặng tiền rồi, người tới là Hắc Sĩ Thường Chi. Chính là Hắc Sĩ Thường Chi vừa mới lên cái cao nguyên thổ phồn trống không càn quét một vòng quay về. Mặc dù thu hoạch không nhiều nhưng có được một bức tượng Phật tổ 8 tuổi. Lần này hắn đích thân vận chuyển tượng Phật tới chùa Đại Từ Ân. Thực tế ở La Ta có hai bức tượng toàn thân Thích Ca Mâu Ni làm đúng kích thước người thật. Một cái 12 tuổi là do Văn Thành công chúa tới đất tạng mang theo, bức tượng 8 tuổi này do Nê Bà La Xích Tôn công chúa gả cho Tùng Tán Can Bố mang tới. Bức tượng 12 tuổi bị tăng lữ dùng bùn che giấu rồi nên chỉ có thể đem bức tượng này về Trường An. Vân Sơ gặp lại Hắc Sĩ Thường Chi thì tráng hán thân cao 8 thước đó nay lưng chẳng còn thẳng tắp như năm xưa. Râu tóc đã điểm xương, gặp lại Vân Sơ, miệng hắn mấp máy mấy lần, hổ thẹn thi lễ, mặt tướng Hắc Sĩ Thường Chi bái kiến quân hầu. Năm xưa Vân Sơ đi Tây Vực khai thác thương đạo từng tới bái phỏng Hắc Sĩ Thường Chi đang đóng ở Cam Châu, hắn biết Vân Sơ tới nên lấy cớ tuần tra mà né tránh. Sau Vân Sơ từ Tây Vực về, tới Ngọc Môn Quan gặp lại hắn, hắn vẫn né tránh, tựa hồ lo có dính dáng gì tới Vân Sơ vậy. Cho nên lần này tới Trường An, không cách nào tránh mặt, hắn không biết phải dùng thái độ nào đối diện với Vân Sơ. Vân Sơ tựa cười tựa không nhìn hắn, rốt cuộc cũng chịu tới gặp ta hả? Hắc Sĩ Thường Chi khom người, quân hầu thứ tội. Ngươi nhìn ta thấy ghét thì để lại lễ vật rồi đi đi. Mặt tướng vốn là hàng tướng, đời này nguyện lấy mạng ra bảo vệ đại đường, hoàn thành chút trung nghĩa cuối cùng. Không gặp quân hầu là vì không muốn tham gia vào phân tranh trong triều, không phải là có ý đối đầu với quân hầu. Vân Sơ thở dài, phân tranh trên triều không phải ngươi muốn tránh là tránh được, có điều ngươi muốn giữ mình, vậy xem vận khí của ngươi thế nào. Hắc Sĩ Thường Chi do dự rồi nói, lần này mà tướng về Cam Châu rồi sẽ tới làm đô hộ của La Ta đô hộ phủ. Ngươi muốn đưa tộc nhân tới La Ta sao?
bản thân Mạt tướng muốn đi. Vân Sơ không can thiệp gì, chỉ dặn, Thổ Phồn là đất khắc nghiệt, chuyến này đi bảo trọng, ta sẽ tới Thái Y viện lấy ít thuốc làm sẵn thích hợp dùng ở Thổ Phồn, ngươi mang theo mà dùng. Hắc Sĩ Thường Chi lần nữa chắp tay tạ ơn. Chỉ là cuộc bái kiến bình thường, hai người đã đi theo hai con đường khác xa nhau, chút tình nghĩa xưa không chịu được thời gian hao mòn, chẳng có gì nhiều để nói. Tiễn khách rồi Vân Sơ quay về hậu trạch thì thấy Ngu Tu Dung đang xem lễ vật Hắc Sĩ Thường Chi tặng. Hắn vốn là thuộc hạ của Vân Sơ, tất nhiên biết Vân Sơ không thích những thứ màu mè, nên đánh thẳng bằng món chính, hai dương toàn đĩnh vàng, rồi bình vàng, đĩa vàng. Vân Sơ nhìn Thôi Dao nắm hai đĩnh vàng không chịu buông, cô thấy chưa, ta mà muốn có tiền thì bao nhiêu cũng có. Hai đĩnh vàng này chưa đủ bồi thường trang sức thiếp thân mang đi bán đâu. Thôi Dao nói xong cầm hai đĩnh vàng xoay người bỏ đi, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, làm ra vẻ mình không thèm tham nhiều. Có điều Vân Sơ nhìn cái túi đeo bên hông sắp kéo tụt váy của nàng là biết trong đó ít nhất chứa ba đĩnh vàng. Đều là người từng đồng cam cộng khổ, chút tiền tài thôi chẳng đáng nhắc tới, nhờ không khí trong nhà tốt, nên Thôi Dao chẳng cần ra vẻ sĩ diện. Đây hẳn là lần cuối Hắc Sĩ Thường Chi tặng lễ vật cho nhà ta đấy. Ngu Tu Dung dựa vào số lễ vật để đánh giá, nếu đơn thuần lễ bái kiến, không thể nào nhiều như vậy được. Vân Sơ gật đầu, tên đó chắc là muốn chết ở La Ta rồi, muốn dụng sự khổ cực của mình để gia tộc được yên bình. Thổ Phồn là nơi bần hàn, nay người Thổ Phồn đều chạy hết rồi, chỉ còn lại người Khương và ít bộ tộc nhỏ thôi, đất thì rộng người lại thưa thớt. Thiếp còn nghe nói tới đó nước đun lên còn chẳng sôi được, người khỏe mạnh tới mấy cũng chẳng chịu nổi vài năm. Ngu Tu Dung đóng hòm vàng lại, nàng không phải người sống phú quý là quên lúc gian khó, nên trong nhà thiếu thốn một chút không có vấn đề gì, hy vọng hắn được toại nguyện. Vân Sơ lắc đầu, không thể nào, Hắc Sĩ Thường Chi có thể hưởng vinh hoa phú quý vì hắn đã bỏ công sức, con cháu hắn muốn tiếp tục là không thể. Đời nào góp công, đời đó nhất tịch, trải qua nhiều đời mới thành người đường thực sự được, mới có thể coi họ như người đường. Ai bảo thế? Lý Hoàng, không phải của bệ hạ à? Không, bệ hạ với hoàng hậu luôn muốn chiêu nạp vạn tộc để dùng. Đại đường bây giờ nhiều người dị tộc như thế, làm sao mà đuổi đi được? Không cần đuổi, chỉ cần bây giờ không cho bọn họ tham gia làm quan, đợi trăm năm sau quên đi phong tục tập quán cũ sẽ thành người đường thôi. Đêm nay không có trăng sáng, trên trời chỉ có một cái lưỡi liềm, những lời tán gẫu của phu thê họ tiêu tan cùng ngọn gió nhẹ của đêm hè dưới trời đêm Trường An. Tháp Đại Nhạn đen xì xì như ngọn núi, Thiên Xu đằng xa thì rực sáng ánh đèn, công tượng đang ngày đêm trang trí cho cái cột ngả về phía đông nam ấy. Tới ngày 15 tháng 8, cái cột ấy sẽ rực rỡ nhất Trường An, vì trên đỉnh cột có ngọn đèn muôn đời không tắt. Nửa đêm về sáng thì trời đổ mưa, mưa không lớn, lất phất hơi giống mưa xuân. Chính vì thế Vân Sơ sáng đi làm không mặc áo mưa, kết quả là cưỡi ngựa tới huyện nha thì y phục ướt sũng. Nếu mà là mưa xuân thật thì cùng lắm chỉ làm áo ẩm chút thôi, đúng là thứ mưa lừa đảo. Khi Vân Sơ đang lau khô cái đầu chọc thì Thẩm Như vội vàng đi vào, trên tay cầm một bản văn thư, gấp gáp nói, huyện tôn, Nam Chiếu thảm bại, Nhung Châu Tư Mã Trương Cửu Hiếu Phương bị mai phục, toàn quân bị diệt, 3.000 thiết giáp binh không ai sống sót. Mi Châu Tư Mã Hà Nhữ Đạo mang quân tới cứu, bị chặn lại ở Lộc Xuyên không tiến lên được, trơ mắt nhìn sở bộ Trương Cửu Hiếu Phương chiến tử. Tuấn Châu Tư Mã Lưu Hán Nguyên rút lui khỏi Đăng Xuyên bị thủ lĩnh man tộc Phổ Long xuất lĩnh trại chủ 16 động bám theo truy sát. 4.000 dân phu bị giết bị bắt vô số, 2.000 thiết giáp chạy về tới Hà Xuyên thì còn chưa đầy 800. Trận chiến này chỉ tính riêng 8.000 thiết giáp binh của đại đường tổn thất quá 7 thành, Hà Nhữ Đạo không có cứu viện, đành chạy về Thạch Tang quận cố thủ. Huyện Tôn, lần này chiến bại rất phiền toái, nếu để đám man tộc Nam Chiếu nhận ra chúng có thể đánh bại chúng ta sẽ lũ lượt tạo phản, nói không chừng uy hiếp tới cả thành đô. Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.